Tới giờ là học trời vô bà nội tôi hả? Tập không hỏi cái mình làm việc đúng giờ thôi, làm việc không có gì cá nhân, dầu người thân cha mẹ cũng vậy, nên người tu mà không có gì cái cá nhân. Có đó rồi đó. Chị ra ngoài nhà chị ơi. Đập Nè. sao đừng có rớt đổ. Mình rồi tới giờ học đạo nghe. Ông bồng đưa cho cô bồng nó cái lên trên hết sữa. Cho bổ bồng rồi nó sữa cho cô đã thấy không? Sao chị khỏe không? Sao Bây giờ bắt đầu mình giờ học cái bài bữa nay là tôi giảng tiếp về cái kinh Pháp Bảo Đàn. Tại vì tuần rồi thì Tết cho nên nghỉ một kỳ, cho nên bữa nay tôi muốn giảng tiếp cho nó. Một số Phật tử có cái đề nghị là muốn nghe lại cho nó rõ ràng, nó tường tận về cái chương trình mà tôi giảng mấy kỳ qua của về kinh Pháp Bảo Đàn, cái chỗ mà chuyển thức thành trí, nói về trong tri thức học, và cũng như ngày hôm qua, chương trình học ngày hôm qua thì có nói về vấn đề mà Phật tử, đệ tử Phật đến với cầu đạo. Thì bây giờ tôi xin ôn lại cho quý vị nghe cho rõ, để quý vị đi chùa mà quý vị không có chuyên học đạo rất là uổng. Bởi vì các huynh đệ nhớ rằng là mình đến với đạo là mình phải học đạo là chính, để mà mình biết được cái lối tu. Ngày nay á, thì chúng ta đến với đạo chỉ trầy trầy trật trạc, đây là một điều thiếu sót. Tôi hướng dẫn các vị trở lại, con người mình nó có tám, trong người nó có tám vua ha, gọi là bát thức tâm vương. Là trong cơ thể con người mình nghe. Bát thức tâm vương, cái tâm mình nó có tám ông vua, là chứ phải một tâm đâu nghe. Bát thức tâm vương thứ nhất là nói về nhãn nàng mắt nè, hai là nhĩ nè, lỗ là gì quý vị, lỗ tai, tỷ nè là lỗ mũi, thiệt nè là cái lưỡi, thân nè là cái thân này đó, đó là năm cái rồi phải không? Cái thứ sáu nè, này nó quan trọng là bắt đầu mình đi theo đạo Phật là ý thức nè. Thứ bảy nè, mạt na nè. Thứ tám a lại gia nè. Bây giờ bữa nay tình duyên, tình cờ nhân duyên hay các khi học, tại vì theo lẽ tôi giảng buổi chiều tối và bữa nay muốn cho quý vị nghe trở lại luôn đó, một số yêu cầu. Bây giờ đây mình chia làm nhóm thứ một nè, nhóm thứ một nè, đây là nhóm thứ hai nè, đây là nhóm thứ ba nè, đây là nhóm thứ tư nè. Bây giờ mình tu, bây giờ trước mắt quý vị hỏi thức là gì nghe. Chữ thức nghe tưởng đâu thức là thức giấc, nhưng mà thức này là mê nè. Chuyển thức thành trí nè, trí này là ngộ nè ha, hay là giác. Bây giờ hiện giờ tất cả chúng ta đang bị mê hết á, đang bị mê là chúng ta bị đang vùi dập ở trong cái dòng mà ngũ dục lục trần này đó, đang lọt ở cái cõi này đó, thì gọi là mình đang bị thức, đang bị nó dẫn mình mê lẫn quẩn đó. Nhưng bây giờ năm thức này là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm cái này đó hoàn toàn là nó không có tác động gì các vị được hết trơn á.
Nó chỉ là giống như mình gọi là nó là cửa sổ của tâm hồn thôi. Thấy không? Nó chỉ là cửa sổ tâm hồn thôi. Nhưng mà bây giờ năm thằng này nè, nó tác động thằng này nè. Dạ, mô Phật. Rồi, thôi giờ mời ngồi. Sẵn có gì nghe buổi giảng nghe vui. Đó. Dạ rồi, tự nhiên ngồi, tự nhiên ngồi. Năm thằng này nè. Đây nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Là năm này nó giống như là nó là cái cửa sổ thôi, chứ nó không có tác động được. Nó đưa vô thằng ý nè. Thằng ý là cái ý thức của các vị đó, hiểu không? Cái ý thức này nè, thằng ý này nó ghê lắm. Nó bắt đầu nó mới làm việc. Rồi thằng ý này đó, nó nương vào cái thằng mặt na này nè. Thằng mặt na này đó là cái thằng này, nó tưởng đâu nó là chủ, nhưng mà thật sự cái thằng này mới là cái kho nè. A-la-gia nè. Tôi giải thích cái này cho các vị rõ, để sau này các vị khi tại sao mình chuyển thức cái thành trí ha. Bây giờ tôi xin nhắc lại, nhãn và con mắt quý vị thấy, quý vị không có phân biệt gì được hết trơn á, mà nó phải chạy lên, nó chạy lên nó báo với cái thằng ý nè. Thằng ý nè, thằng này nó mới biết à, thấy đây, bây giờ thấy, ví dụ như giờ tôi thấy cái cây này nó màu xanh, thật sự con mắt này nó thấy, nó chỉ biết thấy thôi, chứ nó không có biết phân biệt cái màu gì, nhưng mà nó chạy lên. Mà các huynh đệ nhớ á, ở đây là các nhà khoa học chứng minh đàng hoàng, chứ mình không có nói kiểu không nghe. Các nhà khoa học chứng minh là con người mình nó có tới 13 tỷ tế bào thần kinh nha. Con người mình nó tới 13 tỷ tế bào thần kinh. Cái nhiêu vậy là mà 13 tỷ. Nhưng mà cái người nào mà khôn nhất á, ví dụ như bây giờ các vị muốn dẫn tới một cái người nào khôn nhất ở mà có tiếng ở trong giới khoa học đi, ông Bill Gates hay ông gì, à, những người mà khôn nhất như vậy đó, vậy mà họ sử dụng hết có 6 tỷ à, thấy chưa, còn 7 tỷ nó còn ngủ dụi trong này nè. Các vị hiểu đó không? Đây là khoa học chứng minh, từ khi mà Phật giáo, khoa học nghiên cứu Phật giáo, khoa học chứng minh. Như vậy thì 13 tỷ tế bào thần kinh này mà bây giờ con người nào mà khôn nhất á thì sử dụng có 6 tỷ à. Bây giờ không biết mình có khôn chưa thì không biết. Nhưng mà mình thì nếu mà mình được 5-6 tỷ thì cũng lại hoặc rồi ha. Trở lại, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nó tác động lên đây là thằng ý thức nè. Thằng ý thức nó là nhóm thứ hai. À, nhưng mà thằng ý này đó, thật sự đó nó là cái thằng gọi là lăng xăng. Nó mình xin lỗi nói theo cái từ người Việt Nam, nó là thằng thọc mắt. Thí dụ bây giờ các vị đến với tôi, con mắt này nó thấy là các vị tới, đậu xe tới, thí dụ vậy. Rồi cái lỗ tai nghe chào thầy, lỗ mũi tôi có thể, cái dụ tùy các vị xích cái mùi gì có thể nhận biết hết, là nó đưa cái thằng này. Bắt đầu cái thằng này nè, nó lẹ lắm kìa, nó lẹ lắm, nó chạy nó báo trong hai cái thằng này nè. Giờ nó báo cơ, giờ tôi thấy cái người đó tới. Đầu tiên tôi thấy cái gì tới, tôi rất là vui. Thí dụ vậy. Nhưng mà nếu cái thằng này á, nó nhiều chuyện, nó thọc mắt, nó vô hai thằng này nè. Hai thằng này nó lục hồ sơ liền. Nó lục hồ sơ, coi cái người này có phải là người thương mình không, hay là người ghét mình. Cái người này làm cho mình vui, hay là hồi xưa từng làm cho mình buồn. Nó lục lên thì tự động, thí dụ như tôi không làm chủ được á, là nó lục hồ sơ tức thời như vậy đó. Nó chạy nó báo liền, nó báo trả lời năm này. Tự động mắt tôi, thí dụ như tôi không thích cái là tự động nó hiện liền, thấy không? Cho nên cái thần kinh nó rất là lẹ. Nó chỉ làm việc trong một sát na thôi. Mà thứ nhất á, cho nên các vị học kỹ cái này để nó quan trọng lắm. Chỉ một sát na thôi á, mà nó là ba vấn đề nè. Suy nghĩ nè, quyết định nè, hành động nè. Một cái thôi mà nó làm ba. Mà các vị thấy, trong khi con người muốn mình muốn làm cái gì cái nữa đó,
thì nó kéo dài, phải phút giây này phút giây nọ. Còn cái thằng Ý là nó nhanh vô cùng nhanh. Đó, mình nói theo cái khoa học ngày nay là giống như cái điện thoại đi. Cái gì thấy điện thoại chỉ cần 2 giây thôi, nó re, re, một nó re lần thứ hai là bên bất cứ nước nào mà nếu đúng tần số là bắt được, thấy không? Thì đó là mình nói về cái hệ dây của cái gọi là sóng điện từ của không gian của ngoài đời. Bây giờ mình nói sợi dây mà gọi là ý thức của cái não bộ mình nè. Suy nghĩ, quyết định và hành động. Cho nên cái thằng ý thức này là cái thằng mà nó dẫn, nó làm cho mình vui hay là buồn, nó làm cho mình khổ hay là lạc, nó làm cho mình ác hay là thiện. Nó ghê lắm. Nhưng mà thật ra đó, hai cái thằng này nó quan trọng nè, nhưng mà thằng này mình gọi nó danh từ là nó gọi nó thọc mắt á. Rồi bây giờ tôi dẫn chứng tiếp cho các vị nghe. Như vậy á, cái thằng suy nghĩ này đó là cái thằng gọi là thẩm lự nè. Rồi bây giờ tôi trả lời tiếp vấn đề ý thức này. Hôm nay quý vị có duyên học về bát thức tâm phương á, tôi trả lời cái này là nhóm thứ nhất là năm cái thức đầu ha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm, là một nhóm thứ nhất. Đây là ý thức của mình, nó độc lập, đó là nhóm thứ hai. Mạt na nó nhóm thứ ba. Bây giờ cái lợi gia, bây giờ bắt đầu tôi phân tích nè. Bây giờ phân tích ba thằng này chánh nè. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì mình nói như nó đủ rồi chứ gì. Nó là cái thuật loại mình đó, nó chỉ là đón vào thôi. Nhưng mà thằng này nè, cái thằng này nó đón, mà cái thằng này vừa tới cửa một cái thôi là nó báo liền. Không có kiểu thử, thầy nó lấy kinh nghiệm rất là rõ ràng, thấy không? Giống như giờ cô chú quản vừa đậu xe đó là thằng ý thức tôi nó báo liền. Hồi nãy tôi ra tôi nói, ủa nay đâu phải ngày mà các vị ở niêu Phật niêu xuống, nhưng mà sao tự nhiên nó như vậy, nó báo. Ồ, cái là nhớ là bữa nay các vị đi xuống để từng chung thắt, vân vân vân, cái là nó soạn liền, thấy không? Nó soạn liền. Và trong cái bảy thắt về trước, cô có nói là thắt thứ nhất tới thắt thứ bảy con mới xuống đây nữa, thấy không? Nhưng mà lẽ không, vừa hỏi ủa có chút quản hả, cái là tự nhiên là thằng ý thức tôi nó chạy vô liền, nó chạy vô nó báo hai thằng này liền, là tôi nhớ liền thắt thứ bảy, thấy không? Tôi nhớ liền bữa nay là, chứ đâu phải tự nhiên mà hôm nay gặp gì đâu. Cái xong rồi bắt đầu đó, rồi giờ bỏ năm này đi, bỏ năm này, tôi nói ba thằng này là thằng nào là quan trọng. Ba thằng này thằng nào quan trọng ghê lắm. Cho nên học cái này, bây giờ cái thằng ý thức là nãy giờ tôi nói là thằng lăng xăng lộn xộn nha, để nó khởi là cái sự phân biệt. Nhưng mà không phải nó, mà nó lục hồ sơ do trong này nè. Cái thằng này là cái kho nè, thằng A lại gia thức này là cái kho. A lại gia thức cái còn gọi là tàn thức. Tàn là cái kho trong Việt đó á, cái kho. Nhưng mà cái thằng mặt na này, cái thằng này nó ghê gớm nhất nè. Bây giờ hỏi quý vị, hỏi thưa thầy, thằng mặt na là thằng gì? Định nghĩa cho nó rõ ràng đi chứ. Cái mặt na biết thằng gì? Thằng này gọi là thằng ý căn, thấy không? Ý thức thì nó tăng trưởng ý căn. Mà cái thằng ý thức này đó thì nó nương cái thằng này, cho nên nó mới có tự ngã cái tôi, thấy không? Thằng ý thức thì nó nương thằng này, nó dựa vô cái cây, giống như thằng mặt na này, thằng ý thức nó dựa vô cái cây này. Còn thằng mặt na này á thì nó tưởng đâu nó là chủ, nó là thằng A là gia, nó tưởng. Bây giờ tôi ví dụ cái đơn giản thực tế ngoài đời nha. Thí dụ bây giờ hai vợ chồng muôn đời chưa tới nay thì ai là chủ? Chồng, phải không? Thí dụ bây giờ vậy là thằng chồng mình cho là thằng quyết định là thằng kho đi, thằng làm ra đồng tiền, thằng gia trưởng, thằng chủ nhà, vân vân. Thường thường là cái mình nói theo cái tôi thằng Á Đông mình vậy. Nhưng mà bây giờ á, thật chất quyết định là ai? Thấy không? Đây nè, thằng này nè. Cho nên cái con này, mình nói xin lỗi, tôi gọi là thằng con cái nó dễ chứ dễ. Con này nó tưởng đâu nó là thằng này, các chị biết không? Còn thằng này thì nó đưa con này đó, ngoài đời mà nói theo cái kiểu mà tôi minh họa nó rõ ràng vậy đó. Như vậy cho nên á, bây giờ cái kho này nè, cái kho A lại gia sức này nè, nó chứa ghê lắm.
nó chứa bao nhiêu đời lắm nghe, chứ không phải nó chứa. Thí dụ bây giờ, bây giờ làm sao mà cái kho này nè, nó chứa cái kho của ngoài đời các vị đó, cái nhà các vị, nhà ai cũng có cái kho, nhất là bên Mỹ mình, kho bự kho nhỏ. Kho bự thì nó chứa nhiêu đó, kho nhỏ chứa nhiêu đó, nó chứa có số lượng của nó thôi. Còn cái kho mà cái kho tàn thức này nè, đố cái gì nó có số lượng không? Không, nó không có số lượng. Cái đầu này các vị thấy, nếu mà các vị chứa nó đó, một ngày thôi là các vị chứa không biết bao nhiêu việc. Nhưng mà bây giờ nó chứa cái gì? Nó chứa cái gì 7-80 năm trời hay là 40-50 năm trời? Quý vị nghĩ cái mấy chục năm của cuộc đời các vị, từ nhỏ cho tới trung niên, đầu vào cái giới gọi là trung niên, rồi bắt đầu thành làm ông chủ, bà chủ, thành làm cha, làm mẹ, rồi tới bây giờ, tới cuộc đời các vị nếu chứa hết, chứa mà nếu có giới hạn thì chỗ đâu chứa. Cho nên cái kho tàng thức này nè, đối với không gian thì nó là sao? Không giới hạn nè. Đối với thời gian nó không biên giới nè, gọi là không ngần mé đi. Vì vậy làm sao? Tự nhiên bây giờ, nếu như tình cờ bữa nay quý vị nghe thầy hiện tại giảng là thầy nói, thầy nhớ ở quê mình ngày xưa, cái mùa xuân này nó có cái bánh phồng. Là tự động bây giờ cái ý thức này nè, bắt đầu nó tràn về. Các vị mới nhớ là hồi nhỏ mình còn ở Việt Nam, mình còn 5-6 tuổi, mình nhớ cái mùa này bóp bánh phồng. Cái bắt đầu nó hiện lên cái gì? Nó hiện lên bánh phồng mà mới vừa đem đi phơi, cái mới vừa gỡ vô nó còn mềm mềm, cái mình lấy mình cuốn ăn, rồi cái khô mình nướng, rồi thấy bóp bánh phồng, mình thấy là bà mình thì dùa bánh phồng, chú hai cậu mình thì quết, rồi xong rồi bắt từng cái cục bột để mà cán ra đem đi phơi. Bắt đầu những cái đó nó hiện về mùng một vậy đó, các vị thấy không? Nó hiện về như ngày hôm qua hôm kia thôi. Nhưng mà thật chất quý vị ở Mỹ mấy chục năm rồi, thấy không? Như vậy bởi vì cái thời gian này nè, nó không có ngần mé, cho nên vì vậy mà nó mới chứa tới ngày hôm nay. Hay là quý vị tình cờ thấy hai đứa học sinh nó đi học, nó đạp cái xe đạp, mà lỡ trời bữa nay trời mưa đi, hồi xưa mình nhớ cái mình hòa đồng vào cái thế giới đó. Mình nhớ ngày xưa mình cũng còn nhỏ, mình đi học từng bị ướt cái cặp, từng bị rách đôi dép, từng bị trơn trạc té vân vân, nó hiện về nó như ngày hôm qua hôm kia vậy thôi. Các vị có hiểu rõ chỗ đó không? Cho nên như vậy đó, cái tàng thức này nè, đối với không gian và thời gian nó không có ngần mé, nó mới chứa được những cái gì mà mấy chục năm. Như vậy bây giờ các vị tu là các vị chuyển nha. Bây giờ chuyển thức thành trí. Thôi xê, tại sao con sủa hoài vậy? Bây giờ chuyển thức thành trí. Bây giờ ngũ thức nè, là năm thức đầu nè. Năm thức đầu á, thì các vị tu sao mà để cho nó chuyển thành thành sở tắc trí. Thức thứ sáu đó, nó trở thành diệu quán sắc trí. Mấy danh từ này nghe nó khó, nhưng mà tôi sẽ ráng tôi phân tích cho quý vị nghe để quý vị có thể hiểu một lần trong đời. Thứ bảy, cái thức thứ bảy. Thức thứ sáu là thức ý thức, là thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Và thức thứ tám nó chuyển thành đại viên cảnh trí. Đó, bây giờ làm sao mình chuyển thức thành trí nè.
Nếu mình cố gắng mình tu để mình chuyển thức thành trí. Bây giờ ngũ thức thành sở tắc trí. Thay vì hồi xưa giờ cái con mắt của mình, cái lỗ tai của mình, lỗ mũi của mình, miệng của mình, thân của mình, nó làm cho mình... Ủa còn ghế nhiều lắm mà cô. Còn ghế trong nhà, hay ra ngoài kho. À, phải biết bữa nay ở trong nhà được rồi, giờ ra bên này. Thôi bây giờ vô đi, cho nó ấm áp đi. Đó. Bây giờ thầy trở lại vấn đề á, làm sao chuyển thức thành trí. Năm thức làm sao chuyển thành sở tắc trí, rồi sở tắc trí là gì? Là mình tu, mình chuyển nè. Mình hoàn thành cái tác dụng mà mình chẳng phân biệt. À, mà nếu bây giờ mình muốn như vậy á, là mình phải làm chủ cái thằng ý thôi. Thật sự ra cái thằng ý này á, khi nào mà mình hàng thuận nó được, mình đừng cho nó lăn xăng á, thì nó mới dừng lại thôi. Chứ còn không khéo á, là nó lăn xăng lộn xộn, lăn xăng lộn xộn đủ thứ hết trơn à. Như vậy thì bây giờ quý vị ráng á, giờ tôi cũng phiên các vị mà tôi cũng phiên tôi nữa đó, là sao? Là mình ráng mình đừng có đi lục hồ sơ. Hả, mình cứ tối ngày mình lục hồ sơ là mình phiền não hoài à, phải không? Thành ra tôi cũng vậy mà các vị vậy. Tại sao mình phiền não? Tại sao mình khó chịu? Từ cái khó chịu đó mình mới thốt nên lời, mình mới hiện ra cái nét mặt, mình mới tỏ vẻ ra cái hành động, là tại vì mình hay đi lục hồ sơ. Lục hồ sơ, cho nên vì vậy mà mình không có quên được, mình cứ mình nuôi nó hoài, thành ra nó gọi là tàng thức. Tàng thức là mình nuôi nó trong cái kho nè, nuôi trong cái kho, mà cái kho này nó chứa không phải một hột giống, nó chứa vô số hột giống luôn, vô số cái giống ở trong đó đó, mà nó hay chỗ này nè, nó chứa rồi tự động nó lên mầm, tự động nó kết quả luôn, cho nên gọi là dị thục thức. Có nghĩa là tự động nó thành tựu, nó chín mùi ở trong đó luôn, gọi là dị thực thức. Nghe chưa? Cho nên cái A-lại-da này nó chứa ghê lắm. Nó chứa mà phải chi mà nếu như nó chứa mà nó đừng có phát triển á, thì nó không có khổ đau. Mà nó chứa cho nên nó đủ thứ, nó làm cái thằng ý này, nó thọc mắt luôn, cho nên nó cứ... À, bữa nay mình nghĩ cái lời người đó nói có thể mình suy nghĩ lại cũng dễ thương. Nhưng mà tự nhiên cái ngày kia cái có người nào đó lại thọc mắt cái nữa, cái mình nghĩ là cái lời nói này cái dễ ghét. Nó nảy sinh nó không biết bao nhiêu chuyện mà do cái thằng ý thức này hết. Mà cái thằng mặt na này nè, nó khôn lắm, nó ẩn tàng đó. Nó ẩn tàng mà nó lại là làm cho nó nổ tanh bành qua lá hẹ, nó làm cho cái kho này nè, nó thúi, nó thơm, đủ thứ hết trơn. Mà cái thằng đó là thằng quan trọng mà không ai để ý nó đó nghe. Trên cuộc đời này nếu như hai người thù quán nhau, nhưng mà nếu không có cái người đứng kẻ giữa mà chọc qua chọc lại, thì các vị cái nỗi thù nó không bao giờ nó kéo dài được hết á. Sở dĩ cái thằng mặt na này nó ghê lắm, cho nên bây giờ mình tu sao? Khi mình học với cái này để mình cố gắng. Nói chứ tôi nói thì hay lắm, nhưng mà nhiều khi á, mình đụng chuyện mình không có nhớ. Cái chỗ đó mới là khổ. Thì bây giờ mình mới chuyển nè, chuyển tiền ngũ thức, năm thức nó thành sở tác trí, là mình phải hoàn thành cái tác dụng mà mình chẳng phân biệt. Không phân biệt, giờ các vị tới đây thầy không phân biệt. Là bữa nay là thầy có an lạc mà các vị an lạc. Còn nếu các vị tới đây mà thầy phân biệt, đây là Phật tử cũ, đây là Phật tử mới, đây là người hồi xưa đã từng giúp đỡ cho mình, còn người kia đã từng hại mình vân vân, là cái hồi là cái trở thành đó là nó chạm hết các cái dây thần kinh lại với nhau, là cái gì biết sao rồi, là nó trở thành phiền não là không có gì nghĩa gì sâu xa. Phiền là nhiễu loạn ha, não là hại đó, vậy thôi. Phiền não nó nhiễu loạn, nó làm hại cái con người mà trước mắt, là hại ai? Hại mình. Mình khó chịu, mình bất an, mình phiền muộn, mình bối rối, mình tơi bời rời, mình đủ thứ. Cuối cùng phiền não trước mắt là mình nhiễu loạn trước. Rồi khi mình nhiễu loạn đó, mình đem cái sống nhiễu loạn của mình á,
mình áp đặt cho người nữa. Đúng không? Các vị thấy nó rõ, trong duy thức học dạy rất rõ như vậy. Thành ra bây giờ đó, thì mình phải chuyển cái tiền công thức thành sản xuất trí, là cố gắng là mình hoàn thành cái tác dụng mà không phân biệt. Giờ thầy giảng, thầy hoàn thành cái công việc của thầy hiện tại là dạy đạo, hướng dẫn cho các vị an lạc. Thì thầy hoàn thành tác dụng, thầy đừng có nhớ chuyện gì, thầy đừng đem ra thầy bắn tỉa. Coi như là như vậy là thầy đã chuyển được thành sở tắc trí, nó không còn thức. Còn ví dụ bây giờ tôi thấy người này, tôi thấy người kia, tôi thấy người nọ. Cái hồi cái tôi giảng là tôi bắn mày, tôi tỉa người kia, phải không? Mà điều nói đi nói lại chứ các huynh đệ à. Thật ra mà nói á, mình được cái này là phải là người tu đạt đạo. Khi đạt đạo thì mình mới thành tựu với trí được chứ. Bây giờ nói đi nói lại chứ quý thầy cũng là người xương thịt thôi. Thì nói chung là nó chỉ hơn thua chỗ là quý thầy thí dụ như được cạo cái đầu, được ở trong chùa, được ăn chay, được đoạn dứt được cái gì thì mình thấy có cái phước đó thôi. Chứ đòi hỏi mà như La Hán hay là như Phật thì nó khó vô cùng nghe. Nói vậy để có mình có sự cảm thông. Và cũng không phải là hiểu đến vậy là mình nói mình sao sao hết đó. Nhưng ý nó là bây giờ muốn thành sở tác trí thì bây giờ như vậy phải có quá trình tu. Phải có quá trình tu. Thì nếu ví dụ như các vị không hiểu á, thì các vị nói ôi sao tu mà thấy sao phiền não quá. Nhưng mà nếu hiểu là đừng sợ phiền não. Cứ việc nó cho nó phiền đi, nó phiền đã rồi nó hết à. Có cái sóng nào mà nó không yên lặng nó trả về nước ở đâu. Mà có cái sóng nào mà nó ngoài nước mà nó có sóng đâu. Phải không? Thì nó không sao hết á, nếu mình hiểu thì không sao hết á. Sóng càng ào ạt bao nhiêu, càng đánh dữ dội bao nhiêu thì cái mặt biển nó mau phẳng lặng bao nhiêu. Còn nếu mà sóng nó cứ nó lăn tăn nó làm hoài, nó vậy thật sự ra nó bị nhiễu vậy. Đó. Cho nên bây giờ cái bắt đầu mình chuyển thức thứ 6 thành diệu quán sắc trí. Diệu quán sắc trí là quán sát thấu triệt mà chẳng qua sự tác ý. Bây giờ mình làm sao cái ý thức mình quán thấu triệt. Thì bây giờ mình nhớ tới lời Phật để mình quán đây. Thí dụ như Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Có nghĩa là ai cũng có cái tâm Phật, ai cũng có tốt hết á. Thay vì bây giờ mình giận ai đó, giận 9 xe 10 vàng. Khi giận là mình không kiềm chế được, nó hừng hẩy lên. Nhưng bây giờ mình có cái chế ngự áp dụng cái cuộc sống mình tu. Nhớ tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chẳng qua bây giờ họ chưa hiền, họ chưa ngoan, họ chưa có nghĩa là chưa thành đạo, là chẳng qua là bây giờ cái tánh Phật nó bị lấp dùi ở cái màn vô minh, nó che chắn nhiều quá. Thôi mình quán, nếu như người có khởi tu thì mình mở cái tấc lòng, để mở cái tâm niệm lành, để mình giúp cho người ta cùng vén cái màn vô minh, để nó mau hiển lộ cái Phật tánh. Còn nếu như mình còn nghiệp chướng nặng nề quá thì mình cứ nay giận mai hờn, nay thương mai ghét, phiền não nó rối bời, thì giống như mình phóng cái năng lượng để mình làm cho người ta lấp vùi, và mình không có mở được cái lòng từ thì chính mình cũng bị lấp vùi, mà người cũng bị lấp vùi. Như vậy thì làm sao mình tu á, là cái ý thức làm sao nó trở thành diệu quán sắc trí. Thành nhất là diệu quán sắc trí có nghĩa là quán sát thấu triệt mà chẳng qua xử lý tác ý, sự tác ý. Thứ 7, mạt na này sau nó trở thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là mình muốn có được bình đẳng tánh trí làm sao được đây. Bây giờ cái chỗ này nè, mình nãy giờ tôi rắc rối là tôi muốn nói cái thằng này là cái thằng quyết định nhất nè. Mà bây giờ mình phải quán nè. Bình đẳng tánh trí là trước mắt là mình phải phá trừ cái ngã, diệt cái tôi mới được. Cái tôi là cái đáng ghét, ở Mỹ nó có danh từ là cái tôi là cái đáng ghét. Cái tôi là cái mà mình thấy nó đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ mình phải phá trừ cái ngã chấp. Nói đủ là ngã chấp. Mà cái ngã chấp của mình á, các vị biết nó thường nó gọi là bị cái chỗ gọi là tam tế vô minh á. Tam tế vô minh, bây giờ phá trừ ngã chấp. Mình phá cho được cái ngã chấp này, một là cảnh giới tướng,
phân biệt tướng vô minh nghiệp tướng, ba cái này nè, cảnh giới tướng, phân biệt tướng, vô minh nghiệp tướng, hay là phân biệt tướng nó có chỗ là năng kiến tướng, nói cho đủ chữ đi, năng kiến tướng. Năng kiến. À, nếu như con người mà có cái định á, có chút định á, thì bắt đầu ba cái tướng này mình dễ phá lắm. Còn nếu mà mình đầy dẫy những cái phóng túng á thì mình khó phá lắm. Tôi thí dụ, nếu như các vị ở hai cái nhà liền nhau như vậy đi, tôi hay dẫn dụ cái vụ cho dễ nhất. Thì sáng hôm đó người vợ mới nói với người chồng, nhìn qua cái nhà bên cạnh thấy ông chồng ổng đi làm. Ông đi làm thì trước khi ông đi làm đó, ổng gọi là chiều chuộng vợ đi, mình nói theo kiểu ngoài đời là thương vợ. À, thôi em ở nhà em giữ con nha em, anh đi làm. Rồi cái người chồng hôn người vợ một cái rồi đi làm. Đó là cái chuyện bình thường, phải không? Chuyện ngoài đời mà. Thì cái người hai vợ chồng bên đây cũng có hoàn cảnh như vậy mà. Mà người chồng bên đây không có chiều chuộng người vợ như vậy. Nhưng mà người vợ cứ mỗi buổi sáng thấy cái nhà bên cạnh cái người chồng có vẻ săn sóc quan tâm đến vợ như vậy. Cho nên người vợ có nói câu là mình thấy không mình? Mình thấy cái cảnh mà anh chị đó mỗi buổi sáng mà người chồng đi làm, rồi trước khi đi làm từ giã người vợ, mình thấy hạnh phúc không mình? Mình có thích vậy không mình? Thí dụ hỏi vậy. Thế thì ông chồng á, nếu như mà có định tĩnh thì ông biết là ý người vợ muốn người chồng của mình bên đây phải thương người vợ ở bên đây, thương người vợ của mình như người chồng kia thương người vợ bên kia. Còn này không có. Chồng đó là nó phóng túng á. Nó nói, anh thấy chứ, anh thấy chứ em, thấy. Rồi cái vợ hỏi chứ, vậy chứ mình có thích không mình? Nói, anh cũng có thích đó, nhưng mà tại kẹt là cô ấy là vợ của anh kia. Thấy không? Các vị hiểu ý cái thầy phân tích không? Có nghĩa là nó bị cái chỗ đó đó, mà gọi là cái vô minh nghiệp tướng. Cuối cùng vợ nó nghe nó bực mình quá, tát cái bút. Đồ đàn ông mất hết. Tại vì ý hỏi mình mà nó trả lời mình, mà nó trả lời bên kia. Cho nên như vậy mà mấy cái chỗ đó thì mới gọi là cái do cái con người mình á nó phóng túng. Mình đó, cái danh từ đó trong nhà Phật gọi là phóng túng. Phóng túng bởi những cái tham dục, những cái ham muốn, những cái mà mình không thấy được cái hạnh phúc trong tầm tay của mình. Thấy không? Không có hạnh phúc. Cho nên vì vậy mà thầy thượng tài khuyên các huynh đệ á, nói gì nói chứ thực chất á, thế gian tôi nói cũng câu rất hay, tu đâu cho bằng tu nhà. Mình đừng nói câu sao đi, nếu các vị ở ngoài đời mà các vị tu trọn cái trách nhiệm của chồng đối với vợ, của con đối với cha mẹ, của anh đối với, có nghĩa là trọn cái nhân cách làm người rồi đó, thì lúc đó các vị muốn làm tiên làm Phật nó không xa. Còn mà nhân cách làm người mà quý vị không làm tròn á, thì dầu quý vị có lại Phật, có cúng dường, có làm bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi nói thật các vị, mình nói xin lỗi chứ Phật cũng không chứng minh cái chuyện đó, phải không? Bây giờ giữa các cuộc đời của các vị, giờ nó biết rằng nó ràng buộc giữa tình chồng vợ, giữa tình cha con, giữa tình mẹ con, giữa tình anh em. Thật sự tuy rằng á, mình biết nó là ràng buộc, nó là quan trái á, nhưng mà ràng buộc quan trái đâu phải một đời. Từ bao nhiêu đời rồi mình mới có mặt ở hôm nay, mình mới gặp nhau như vậy, để rồi thương, để rồi ghét, để rồi thân, để rồi sơ, để rồi thù, để rồi quán. Vì vậy đó, cho nên bây giờ mình, nếu mình đóng cái tuồng nào thì mình chấp nhận bằng lòng và mình làm cho nó tròn cái trách nhiệm mình, hơn là đi 10 kiển Phật. Cho nên tôi tha thiết cái với huynh đệ, trong thời gian gần đây tôi được rất nhiều Phật tử các nơi trên thế giới thương qua những cái bài giảng, thầy giảng nhẹ nhàng là một chút. Và thầy khuyên những cái điều này, giống như tôi từng nói,
Có những người họ định lấy súng, họ bắn vợ, bắn con, họ chết luôn. Nhưng mà sau khi họ nghe tôi giảng rồi, họ mừng lắm. Và bây giờ vợ con, chồng vợ đều hạnh phúc. Rồi nhiều khi họ nói xin lỗi các vị, đừng có, không phải là thầy khoe chứ. Thế điều họ dâng hết gia tài cho tôi vậy đó. Nhưng mà đối với tôi không. Tại vì tôi nghĩ rằng mình, trách nhiệm của mình là người tu sĩ, người đạo sĩ, đệ tử Phật. Và những gì của mình nói là do mình nương cái tâm Phật mình nói, chứ không phải của mình, đúng không? Lấy cái tâm, nương cái tâm Phật mình nói, cho nên như vậy á, hoàn toàn tôi không dám thọ hưởng. À, các huynh đệ biết bây giờ có nhiều người đó, như sáng nay có những Phật tử vượt từ bên Anh á, mà order đồ ăn gửi trên mạng qua đây cho mình á. Nhưng mà thấy rất là tội nghiệp, mà tôi không lấy làm tự hào. Vì tôi nghĩ rằng những gì tôi nói đó là của Phật. Bây giờ trở lại, như vậy mình muốn hàn thận cái thằng giữa này là mình phải phá trừ cái ngã chấp. Và mình phải thấy các pháp nó bình đẳng. Nếu mà cái như vậy mà thầy mới nói các phụ nữ nha, sẵn đây thầy mới nói hồi nãy á, cái chữ mạt na nó dưới như người vợ đó. Người phụ nữ á mà muốn trở thành trưởng phu tướng á thì cũng phải diệt ra được cái ngã chấp. Mà trong cái ngã chấp này nè, nó có nặng nề nhất là cái ái chấp. Ái chấp do cái ái chấp nó nhiều cái thứ ái, chứ không phải ái chồng, ái vợ, ái không. Bởi vì thường thường người phụ nữ này chấp thủ nó nhiều hơn, phải không? Nếu mà nói lo lắng á thì nhà đó đàn ông là gia trưởng, nhưng mà người vợ thì lo thiếu đủ, lo đủ thứ việc. Còn người chồng nhiều khi nó làm thì nặng nề hơn người nữ, chịu tỏ tàn hơn, nhưng mà vô tư lắm, đủ thiếu gì có khi mặc tình. Còn người vợ này nè kỳ cổm nhiều cái việc lắm, cho nên từ đó mà nó sao chịu thương chịu khó, thấy không? Cái người nữ ra chợ bán đồ ăn thì ăn cả nhà, nhưng mà bán thì nói dối, có miệng mình nói hà, đồ thì mình nói cho giữ, mình nói đây là đồ tốt đó chị, đồ tốt đó chị mua đi, bán dụ người ta bán cho được cái món hàng, tôi thí dụ, nhưng mà bán lời được bao nhiêu hay là bán được món hàng đâu phải mình ăn, cả gia đình ăn, nhưng mà cái người này chịu à, như thấy kiểu rõ không? Thì vậy cho nên bây giờ á, người tu theo tinh thần của Đại Thừa đó mới cho phép người nữ á được ngang với người nam, được tu, được bước vào cái không, cái điện ngang người nam. Nhưng mà bây giờ phải chịu khó đi cái cửa nhỏ, nhưng mà muốn đi cửa nào đi, nhưng mà rồi cuối cùng cũng vô bên trong thì cũng gặp cũng một cái không gian phản trống thôi, các vị hiểu không? Ví dụ bây giờ cái cửa chánh này, nếu mà một cái lễ nào đó đi, mình nói xin lỗi đi, mà bao nhiêu hòa thượng, bao nhiêu thượng tọa tăng, thì mấy cô ni, ví dụ mấy sư cô, mấy sư bà không có được quyền chen, để mấy ngày lớn, mấy ngày tăng đi, rồi mấy cô có thể đi cái cửa sau. Nhưng mà đi vô trong thì sao? Thì ai cũng như ai. Các vị hiểu chỗ đó, cho nên á, Đức Phật là cái người đầu tiên mà chủ trương cái bình đẳng giới. Nước xét lại là cảm ơn Đức Phật rất nhiều á. Trở lại, thằng Mạt Na bây giờ phá ngã chấp, bây giờ phải cho cách tánh bình đẳng. Thì như vậy đó, thì cái người nữ này nè mới là trưởng phu tướng. Còn không khéo á, chuyện gì cũng người nữ chấp hết á. Ông chồng có thể quyết định mọi việc, nhưng mà người nữ nó tặng hắn cái nhéo cái là coi như là tiêu hết, tiêu bao nhiêu việc, thấy không? Yêu cầu tặng hắn nó nghĩ lại nghe, cái là rất cái đại hết trơn à. Kể cả quý thầy mình cũng vậy nữa. Nói ra tôi từng ở nhiều chùa là tôi cũng đau lòng á. Nhiều chùa quý thầy á quyết định rất hay, nhưng mà gặp mấy cô Phật tử nữ á mà có trách nhiệm diện cái quyết định là mấy thầy đổ dở hết, thay đổi hết, cho nên nó làm tan đàn rẽ nghé hết, là cũng vì cái thằng Mạt Na đó, thằng mà nó không có bình đẳng á.
Vì vậy mà đạo Phật á, Đức Phật mới nói rằng sở dĩ ta thành tựu vô thượng bồ đề là tại vì ta có tâm bình đẳng. Nếu mà có tâm bình đẳng á, là coi như ta thành tựu cái đạo giác á, đạo giải thoát, đạo bồ đề. Còn mà bây giờ mình không có tâm bình đẳng á, thì nó cũng bồ đề, mình ta gọi là bồ đề gai á. Nó gai bên này, nó góc bên kia. Đó, bây giờ trở lại cái thức thứ 8 á, chuyển sao mà đại viên cảnh trí á, à lại ra nó trở thành đại viên cảnh trí á, là bây giờ nó đại viên cảnh trí, cái chữ đại viên này nè, đại viên này nó giống như cái tấm gương. Tấm gương tròn là đại viên. Cái cảnh, chữ cảnh là tấm gương nè. À, cái chữ cảnh này là không phải là cái cảnh, cảnh này, chữ cảnh là tấm gương. Tấm gương này nó tròn, nó chiếu hết rồi, nó chiếu soi hết, nó không có phân biệt gì hết trơn á. Ví như mặt trăng, mặt trời, nó sáng chiếu vậy, nó đâu có nói à, tôi chiếu chỗ này, tôi không chiếu chỗ kia. Nhưng mà tùy sở trí lượng. Thí dụ như cái chỗ mà nó không có tàn cây thì nó sáng trưng, có tàn cây thì nó, tại vì tàn cây che nó mờ mờ vậy thôi. Thì tôi chia sẻ cho các vị, bởi vì lý do đúng ra là không học cái pháp bảo đàn, mà do vì cái tuần rồi á, thì tôi nghỉ một kỳ, nên bữa nay tôi Phật tử cứ đề nghị tôi giảng trở lại 8 thức này. Tôi giảng thêm 5 phút nữa, rồi cái bài giảng chiều hôm qua mà tôi giảng chưa hết ý á, trên mạng á, thì khi bây giờ thì Lục Tổ Huệ Năng á, ở chùa, bây giờ là Năm Hoa đó, thì có một vị tăng tên là Trí Thường, người ở Quý Khê, tỉnh Tín Châu. Vị tăng này xuất gia lúc còn nhỏ, quyết chí cầu kiến tánh. Một hôm đến tham lễ, thì Lục Tổ mới hỏi là ngươi từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Thì vị tăng này mới đáp là đệ tử gần đây có đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu đảnh lễ Hòa Thượng Đại Thông, nhờ Hòa Thượng chỉ dạy cái diệu nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa hết nghi ngờ nên từ xa đến đảnh lễ. Bữa nay đến đảnh lễ Lục Tổ, xin Ngài khai thị. Rồi Lục Tổ mới hỏi rằng vậy thì Hòa Thượng Đại Thông dạy ngươi như thế nào, ngươi nói thử ta xem. Thì Ngài Trí Thường mới đáp là Trí Thường đến đó trải qua 3 tháng mà chưa được chỉ dạy, trong lòng tha thiết vì Pháp, nên một hôm có vào trượng thất, là vào phòng của Hòa Thượng đó, hỏi thế nào là bản tâm, bản tánh của Trí Thường. Hòa Thượng mới hỏi là ngươi có thấy hư không chăng? Thì Ngài Trí Thường mới đáp dạ thấy. Thì Hòa Thượng hỏi hư không có cái tướng mạo gì không? Thì Trí Thường nói hư không thì làm gì có tướng mạo. Thì Hòa Thượng Trí Thường mới nói rằng bản tánh của ngươi cũng như không, chẳng có một vật để thấy gọi là chánh kiến, chẳng có một vật để biết gọi là chân tri, chẳng có sanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể sáng tròn, gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là kiến tánh Như Lai. À, đệ tử dù nghe nói như vậy mà tâm còn chưa lãnh hội, xin Hòa Thượng khai thị. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới nói cái thuyết của Đại Thông vẫn còn tri kiến nên khiến người chẳng lãnh hội. Như vậy thì cái đoạn này nó rất là sâu sắc, thì tôi phân tích thêm cho các vị ôn lại một chút cho các vị ở trên diễn đàn nghe. Đó là các huynh đệ nhớ á, là tại sao như vậy thì cái lời của Hòa Thượng Đại Thông á nói không có sai, nhưng mà tại sao mà cái vị thầy đó không có lãnh hội mà phải đến để gặp Lục Tổ? Đó, thành ra chỗ này, thứ nhất á, là các Phật tử thấy cái người xưa á, họ đến với đạo á, là họ đến bằng cái thật tâm, họ cầu đạo. Giống như á, cái người mà mình có cái mục nhọt đi, mình phải nặng cái cùi ra để cho nó dứt cái gốc đó, phải không? Còn mình ngày nay đến với đạo á, thật sự nó không có bằng người xưa. Là mình với đạo bằng cái gì? Bằng một cái niềm tin tôn giáo thôi. Gọi là bằng một chút niềm tin tôn giáo. Chút niềm tin. Giờ mình nói với đạo để chi nữa? Để mình chỉ mong là nó an ủi cái phần nào khổ đau thôi.
phải không? Cho nên như vậy đó, mình không có muốn nhổ cái gốc. Không có muốn nhổ cái gốc. Dường như tới đời này ai cũng muốn chứng minh cho mình có cái nỗi khổ hết trơn á, không có chịu nhổ cái gốc. Vì vậy giống như bây giờ mình đến cái đạo lúc này, giống như mình cần cái gì? Cần cái thuốc dán thôi phải không? Thuốc ván thôi, hoặc là xoa bóp thôi. Đó, thì bây giờ các vị hỏi thuốc ván thì nó làm sao nó hết được. Đó, rồi bây giờ mình đến với đạo bằng cái niềm tin tôn giáo thì sao hết được. Còn người xưa đó, người ta đến với đạo á, là người ta quyết chí. Quyết chí để liễu sanh thoát tử. Quyết chí để dứt cái con đường sanh tử. Mà cái người quyết chí dứt cái sanh đường con tử á, một á, là người đó phải hiểu thấu cái lý vô thường. Hai là ngao ngán ngao ngán cái chuyện tử sanh. Bây giờ các vị có ngao ngán không? Đâu có ngao ngán đâu. Biết đó là vô thường, nhưng mà thôi kệ đi, lỡ mất thì đáng đi kiếm cái khác. Cỡ như đạo hữu đang đây mà còn không muốn dừng đây mà. Nói thì hay lắm nhưng mà cũng ráng gầy dựng thêm. Mấy mấy rồi còn ráng mua thêm mấy cái nhà lóc cọc này à. Sao ngán vô thường được? Không phải tôi mượn, không phải tôi hài tên ra tôi nói xấu nghe, nhưng ý nói rằng cái tâm lượng của chúng sanh nó vậy đó. Dạ, cứ muốn hả thua, gọi là thua keo này thì gì bài keo khác. Cho nên đó thật sự mình không ngán vô thường, rồi mình cũng không ngán chuyện tử sanh nữa đó. Vì vậy mà sao mình cầu đạo để giải quyết sinh tử được các vị? Vì vậy mà các vị đến với đạo ngày nay là các vị đến chỗ này nè, an ủi thôi. Vì cái lòng an ủi đó cho nên các vị không chấm dứt được khổ đau. Rồi tại sao cái chuyện Hòa Thượng Đại Thông đó giải thích cho ông thầy đó nghe mà ông thầy đó không ngộ? Là vì chính cái Hòa Thượng Đại Thông đó chỉ là người học đạo thôi chứ chưa có chứng đạo. Học đạo thì nói lại được, nhưng mà không có trải nghiệm. Vì vậy những người xưa đó, người ta muốn giảng đạo á, là người ta phải chứng đạo, gọi là chứng nghiệm. Nhưng mà có nhiều thầy á, nhiều tổ á, chứng nghiệm rồi đó, người ta không thèm nói. Bởi vì người ta chờ cái cơ hội là đối cơ. Chờ trúng căn cơ lợi ta mới nói, giống như tổ Đạt Ma 9 năm giai mặt vào giác cho tới thần quan nguyện khả tới cầu tổ mới nói, thấy không? Không đủ thời là ta không nói. Mà tổ là người gì? Sau khi á tổ nói cho tổ Huệ Năng, tôi thí dụ đây rồi, cho tổ Huệ khả là thần quan đó, nhưng mà tổ còn biểu gì? Phải lấy cái kinh Lăng Già để mà ấn chứng tâm. Cái chỗ này để tôi muốn nói. Còn ngược lại á, còn tới đời tổ Hoằng Nhẫn á, là ngũ tổ á, truyền đạo cho tổ Huệ Năng á, truyền đạo xong rồi nhưng mà còn bảo phải lấy một kinh Kim Cang ấn chứng tâm. Vì vậy mà các vị ngày xưa đó người ta rất sợ học đạo, người ta rất sợ dạy đạo mà không có đúng với lý đạo, cho nên người ta phải nương vào kinh, nương vào những cái lời của Phật, chứ ta không có dám nói là người ta là người thay Phật. Vì lẽ đó đó mà cả thầy lẫn trò đó được một cái cơ duyên rất tốt và được thành tựu nhiều nhiều cái thế hệ. Còn mình ngày nay đó thì mình không có dựa vào kinh mà mình dựa vào cái sự học của mình, cho nên mình muốn đột phá. Nhưng mà thật chất á, cái xã hội ngày nay chúng ta không đột phá nổi, bởi vì cái nền vật chất, cái nền văn minh nó tiến bộ, có khi nó khỏa lấp cái chân lý. Các vị thấy nó khỏa lấp chân lý. Cho nên như vậy á, các huynh đệ nhớ á, người xưa đó họ sợ. Họ sợ là gì? Người xưa họ ngộ được cái tính cách dạy người khác với người chưa ngộ. Người chưa liễu ngộ thì không có đối cơ cho thuốc.
Lắm khi lời giảng nói của mình không mở tâm thức cho người, mà lắm lúc đưa người đến chỗ bế tắc. Đưa người đến chỗ bế tắc. Thí dụ như các thầy cũng vậy, mình nói xin lỗi. Tôi không biết có bệnh đó không, mà tôi nghĩ chắc cũng như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói, ví dụ quý thầy không có muốn cho Phật tử mình đi đến một cái chùa khác, không đến, không muốn cho Phật tử mình theo học một vị thầy khác, thì cái đó thật sự là cái dở của quý thầy. Mà trong đó tôi cũng như vậy thôi. Tôi cũng nói chứ không phải là tôi nói ai, phải không? Mình cũng như vậy. Tại vì khi mình chưa chứng đạo thì lại mình luôn luôn sợ mất. Nhưng mà mình chứng đạo rồi thì các huynh đệ nghĩ có gì mất không? Đó, cho nên thì vậy mà nhớ cái câu Phật nói nè, tam giới vô an. Đó, các huynh đệ nhớ, học đạo nhớ, tam giới vô an, du như quả trạch. Mấy câu này phải nằm lòng nghe huynh đệ nha. Có nghĩa là ba cõi mà không yên á thì sao? Như ở trong nhà lửa. Mấy câu này các huynh đệ nếu như mà chịu học á thì nhớ để ý, tôi hay thường nhắc đi nhắc lại lắm á. Chứ trạch là nhà nè, nhà cái nhà, quá là lửa. Ba cõi dục, sắc, vô sắc mà không có yên á thì mình lo sợ, mình bất an như ở trong nhà lửa. Nói thì nó do cái phước đức của người nữa. Thí dụ như các vị nào mà theo thầy Thiện Tài từ bấy lâu nay á, nếu để ý một chút, bị sẵn đây tôi nói chơi luôn á, nói thiệt chứ không phải nói chơi, là tại sao bây giờ cái mùa dịch bệnh này ai cũng lo hết trơn mà có mình tôi không lo. Tại vì thứ nhất là tôi cái nhà nhỏ thôi, thấy không? Đó về cái mặt hiện tượng, cái nhà nhỏ nó không bao nhiêu tiền. Thứ hai á là tại vì khi tôi ra cái âm này, tôi hoàn toàn tôi không có dụng ý làm chùa, tôi không có dụng ý lo kéo tín đồ. Tôi đã chấp nhận bằng lòng, tôi có một vài Phật tử ở các nơi trên thế giới. Nếu như tôi không ai cúng dường tôi thì các người đó có thể lo cho tôi hà tiện hà tặng cũng nổi. Và cái thứ hai nữa đó, tôi bằng lòng á là tôi có thể mùa hè này tôi trồng rau, nguyên một cái vườn của tôi là tôi dư sức ăn trong cái mùa hè với mùa thu. Chỉ có mùa đông này với mùa xuân này hơi thất nhạc thôi. Chứ nếu mùa hè này mà tôi trồng ngày tôi bán 50 đồng bạc thôi thì tháng tôi có 1.500 thôi. Là trong khi nhà tôi chỉ chi ra có 600-700 thôi, thấy không? Có nghĩa là tôi có cái may mắn của tôi là tôi có một cái căn bản. Và cái cuối cùng nữa đó, tôi chuẩn bị tinh thần nếu không ai còn thương mình nữa, mà cái nghiệp mình mà thử thách cho nó tới tột cùng mà không ai mà quý trọng, không ai cúng dường, không ai, mình không nữa nổi nữa, tôi đi lượm lon tôi sống. Thấy không? Ngày hôm qua tôi nói thành thật, không phải tôi khoe, ngày hôm qua tôi nói chân thật á, là chiều hôm qua hai thầy trò tôi với CC đó mà đi lượm lon. Tôi có quay phim đàng hoàng, tôi tập mà. Tôi tập thử chứ không phải là mình nghèo khổ tới mức độ phải đi lượm lon. Nhưng mà có phá ngã, đó là phá ngã. Tôi làm thử thôi, nhưng mà tôi tiếc quá, trời ơi, bên Cali á, chai mũ là họ mua trong bên đây, không mua chai mũ. Trời ơi, mà bây giờ lon, bây giờ nó chơi nó không bao nhiêu, mà chai mũ nó nhiều. Bắt đầu mình khởi cái mình tiếc, không quá trời chai mũ luôn. Nhưng mà chuyện qua tôi đi lượm lon lúc 2 giờ mấy, cho nên người ta đã đổ rác rồi. Ta đổ buổi trưa, ta đổ chập rồi. Nhưng mà tôi thử, rồi tôi cũng bịt mũi đàng hoàng, tôi cũng bao tai. Tôi cũng tập khung đầu vô cái sọt rác, tôi cũng thử bơi thử sọt rác. Đây là mình tập cho mình phá cái ngã. Thật sự cái đó là tôi nói thành thật. Đó, chứ không phải là tôi khổ để thôi, là sẵn đây nói trên mạng để thôi quý vị tưởng đâu là tôi đồng bộ, tôi đóng tù, tôi khổ, tôi lộn lo, không phải, mà tôi thử vậy đó. Tôi thử tôi phá cái ngã. Giờ tôi lộn lo, tôi có nói thẳng mà tôi lộn để tôi mua xà bông nuôi giặt đồ cho nó xê. Tại vì nó ăn không bao nhiêu hết á mà. Có cái là tôi kỹ một tuần tôi giặt đồ nó 2 lần. Cái nâu nó ngủ với cái mền nó 2 lần. Cho nên nó tốn xà bông thì thôi bây giờ thầy trò trời nắng đi lượm lon. Thật sự như vậy mà giờ tôi rất là vui. Nhưng mà nếu thí dụ như cái người nào không hiểu bữa nay rồi á. Ông thầy Tài bữa nay ông hết phước hết đức tới mức độ đi lượm lon.
Còn cái người hiểu cái nữa thì trời tội nghiệp, thấy thầy thầy nghèo quá, thương quá, thầy lượm lo phải gửi cho thầy chết tôi nữa. Rồi cái người thứ ba đó thì họ nhìn lại khác nữa, cho nên muôn đời nhưng mà ai muốn nhìn sâu nhìn. Nhưng mà thật sự tôi muốn thử phá cái ngã. Phá cái ngã có ai ở đất nước Mỹ mà ông thầy tu mà đi lượm lon. Trong khi ở Việt Nam á mấy thầy người ta sung sướng kia, nhưng mà tôi thử vậy đó. Thử coi khi mình tới tột cùng. Thành ra các huynh đệ nhớ, trên cuộc đời này con người ai nó cũng phải đi qua mấy cái khúc quanh lịch sử. Quý vị cũng đừng có tự hào rằng ngày hôm nay các vị có tiền, có tiệm, có nhà cửa. Các vị có nghĩ rằng biết bao nhiêu người giàu mà có thể một đêm họ trắng tay, hoặc ngày sau họ dọn ra ngoài đợt ngoài sân không? Đó. Cho nên cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ tự hào rằng cái gì nó bền chắc hết trơn á. Vì lẽ đó ý của thầy muốn nói với các vị rằng gì? Mình luôn cảnh tỉnh trước vô thường, mình luôn ngao ngán cái chuyện tử sanh, thì con đường tu của mình nó mới có lợi ích. Dầu là đời hay dầu ở thế tục hay là người tu, phải chuẩn bị. Dầu rằng mình không phán đoán, mình không dự tính, nhưng mà mình phải chuẩn bị những cái gì mà nó đến với mình khó khăn nhất. Thì trong khi mình sung sướng nhất thì mình đừng có ỷ lại là mình được thế này được thế kia, mà mình phải nghĩ rằng mình có những lúc khúc quanh lịch sử, có những lúc mình tận cùng của cái sự nhục nhã ê chề mà mình vượt qua nổi, thì đó là mình mới chiến thắng được chính mình. Mà Phật nói rằng có nhiều vị tướng ra trận đánh phá chiến thắng ngàn quân giặc, nhưng mà không chiến thắng, không quý bằng tự chiến thắng mình, thấy không? Thôi thì hôm nay tới đây nghỉ được rồi ha. Cho con hỏi đấy, như thầy đi lục lon á, có vào A Lại Gia Thức của thầy không thầy? Cái đó nó đâu có gì đâu, A Lại Gia Thức không? Có này, bất cứ thầy làm gì nó vô A Lại. Không, cái đó con nó không có nhầm gì hết trơn, cái đó là sở thử nói về cái phá cái ngã thôi, đâu dính A Lại Gia Thức là cái kho mình. Thế vậy thưa thầy, nếu mà trường hợp mình chết đi đó thì cái gì mất thầy? Mấy cái thức nó chết không mất luôn thầy? Nó không mất, nó rã, nó tan ra chứ nó không mất. Mà nó cũng phải là còn. Cái nào thức nào nó trả về cho thức đó. Rồi hội đủ nhân viên nó hội trở lại thôi. Chứ nó không có mất đâu á. Nó sao mất được. Nó đâu có cái gì nó thoát khỏi cái vòng thái hư này đâu mất. Ông hiểu không? Bởi vì đây là nó là hư vô. Nó không mất mà nó không còn. Nó không mất mà nó không còn. Hữu duyên thì nó hội tụ gọi là có, gọi là sanh. Hết duyên nó tan rã gọi là diệt. Rồi đủ nhiên lại, nhưng mà nó do cái thức mà khi nó chuyển thành trí đó, từng phần, từng cái phân lượng tử như thế nào, thì khi nó tụ lại, nó có phước hay là nó có tội chừng đó. Thí dụ cái thức này lúc còn sanh tiền, mà ông vùi đầu trong những cái đau khổ, những cái tạo nghiệp ác, thì khi nó rã ra, nó hội tụ lại, thì nó làm cho ông sanh ra cái vùng biên địa hạ tiện, nghèo khổ, chiến tranh. Rồi nếu như cái đời này mình cái thức mình nó phát triển mạnh, nó làm cho mình chuyển, nó trở thành an lạc, nó trở thành điều thiện, điều lành, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, có nghĩa là nó vơi đi những cái đó, thì tới chừng nó hiện trở lại, nó hưởng phúc báo cõi trời. Cũng là con người mà hưởng phúc báo cõi trời, nó dư giả đầy đủ hết trơn à. Còn nếu đời này mình có như mình hưởng hết rồi, thành ra hưởng hết rồi, thành ra nó tới đời sau nó tàn tạ thêm vậy đó. Nó giống như ví dụ như tôi nghe mấy cái người mà dữ quá đó, chửi mà không từ ai hết trơn, coi như là nói mà nói hơn người ta không, mà kiếp sau đó, đớ ngọng à. Nó rõ ràng vậy đó, phải không? Tại vì dành nói hết rồi, thành ra mình nói, đồng thời mình được nói, nhưng mà nói chân lý, nói chánh đạo, thì cái phước đó nó mới lưu lại, là đời sau nó cũng được nói. Nhưng mà tội là tội, phước là phước. Nói như tôi có tật hay nói móc méo người ta. Tôi biết cái vụ đó, thì tôi nữa, tôi chết xuống với quỷ sứ, nó cũng giả, tôi mới mật tay đó, chứ không phải vừa. Nhưng mà nó lôi đầu lên đó đấy, tuy vậy chứ cũng nói chánh đạo, phải không? Nó đã hơn, thà. Ví dụ tôi tức thì tôi nói ra hết đi, nhưng mà tôi không ác ý. Còn nếu bây giờ mình không nói ra, mình nghĩ trăm mua ngàn kế để mình hại người ta, thì cái đó nó nặng hơn. Thay vì bây giờ mình không kiềm chế được cái sự quẩn khúc của mình thi thố, mình nói đại đi, nhưng mà nói ra thôi chứ không có
cái để ở sâu lắng trong cái thức này nó độc, để đi tìm cách hại, đi nguyền rủa, đi yếm đói mình không có. Thành ra nó tội là nó ra tội, phước ra phước, chứ không có lực bầu trời. Nhưng mà mô Phật, cái đó mình nói thật thì mình làm gì có tội thầy. Mình nói thật, mình nói đúng chân lý, mình nói đúng là mình... Không, thì có những cái thật cũng không, thật quá cũng không tốt đó nha. Thật quá cũng tội cho người ta. Nhưng mà tại vì con người khi mình còn ở trong kiếp tử sanh này, có khi mình đâu có kiềm chế được không? Nói chứ tôi biết chứ, thí dụ khi tôi nói rồi á, tôi nghe lại, tôi nằm, tôi ngủ, tôi suy nghĩ, tôi cũng ăn năn chứ. Đâu có dạy. Rồi thôi tới đây mình nghỉ ha. Rồi giờ bữa nay phải vô ăn cơm. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi ta. Rồi.